Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 10, Ban Liên lạc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ban Liên lạc huyện Yên Thủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 74 năm truyền thống Cựu tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào 30 tháng 10 năm 1949, 30 tháng 10 năm 2023. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, mà nòng cốt là Ban Liên lạc huyện Yên Thủy, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 968, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 huyện Lạc Thủy, Ban Liên lạc Trung đoàn 29, Sư đoàn 968 huyện Lạc Sơn. Kể từ khi được thành lập năm 2015 đến nay, Ban Liên lạc đã tập hợp đông đảo hội viên gồm những đồng chí tham gia phục vụ chiến đấu trên chiến trường nước bạn trước và sau năm 1975. Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc Toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào đã trao tặng kỷ niệm chương danh dự cho các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện ủy, ủy ban dân huyện, tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí là cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, huyện Yên Thủy. Ngày 28 tháng 10, Liên đoàn Lao động 6 tỉnh Tây Bắc gồm Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình tổ chức chương trình bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hằng thuộc công đoàn xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu xây dựng nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng có diện tích 70m², tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động 6 tỉnh Tây Bắc hỗ trợ 60 triệu đồng, Công đoàn xã 10 triệu đồng, các nguồn khác gần 60 triệu đồng, số còn lại là của gia đình. Việc bàn giao ngôi nhà đưa vào sử dụng nhằm động viên tinh thần công đoàn viên có chỗ ở ổn định, để yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ngày 28 tháng 10, đoàn cán bộ hội viên phụ nữ cơ quan binh đoàn 12 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn Bộ Quốc phòng đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho người lao động trên công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng được phát lệnh khởi công vào tháng 10 năm 2021 có tổng công suất 480 MW gồm 2 tổ máy, tiến độ dự kiến phát điện tổ máy 1 vào tháng 6 năm 2025, tổ máy 2 vào tháng 7 năm 2025. Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công 3K4 kíp để đẩy nhanh tiến độ dự án. Thông qua hoạt động tặng quà cho người lao động tại đây nhằm giúp cán bộ hội viên nắm bắt và hiểu hơn về tầm quan trọng, ý nghĩa của các công trình tổng công ty đang thi công, đồng thời động viên người lao động tại công trường hăng say lao động sản xuất đẩy nhanh tiến độ trên các công trình dự án. Hiện nay, huyện Đà Bắc đang đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn vốn trung ương đã phân bổ cho chương trình là trên 220 tỷ đồng, trong đó địa phương đã giải ngân 29,45 tỷ đồng. Từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương trong 2 năm 2022 và 2023, huyện đã thực hiện được 77 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có 17 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay, huyện tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Chú trọng hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, tổ chức rà soát thủ tục hành chính nhằm kịp thời kiến nghị các thủ tục hành chính không còn phù hợp, đề nghị hủy bỏ, bổ sung những thủ tục hành chính mới, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của đơn vị để công dân và tổ chức dễ dàng tra cứu. Đến nay, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện của huyện Lương Sơn đang thực hiện là 253 thủ tục liên thông, bộ phận một cửa cấp xã 118 thủ tục liên thông. 9 tháng năm 2023, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã của huyện Lương Sơn đã tiếp nhận 17.121 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua mạng 16.537 hồ sơ, đạt 96,58%.
tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1996, cây mận đã được đưa vào trồng ở hai xã Hang Kia và Bà Cò, huyện Mai Châu, theo chủ trương thay thế cây thuốc viện. Song thực tế, mục tiêu phát triển cây mận trở thành cây trồng chủ lực ở đây vẫn còn nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Anh Sùng A Lớ ở xã Bà Cò trồng gần 200 cây mận. Sau 2 năm chăm sóc, đến nay vườn mận của gia đình anh Lớ bắt đầu ra hoa. Kỳ vọng vào mùa vụ này, vườn mận sẽ cho thu hoạch để gia đình có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. So với trồng ngô và trồng rau màu, trồng cây mận đòi hỏi người dân cần chuẩn bị kỹ quy trình chăm sóc theo hướng hàng hóa thì mới có hiệu quả kinh tế cao. Trong khi đó, đa phần người dân vẫn chưa tiếp cận được với quy trình chăm sóc theo kỹ thuật mới, thiếu nguồn lực, vật tư chăm sóc. Cây đối với cây mận thì phải chúng ta phải chăm sóc phải nhiều và liên tục, và nó rất là cần phân rất là nhiều, không như cây đào. Chính vậy nên là như mấy năm gần đây thì giá cả nó không được như bà con mong đợi. Chính vậy nên là người dân mong muốn là có sự đầu tư về con giống cũng như là phân đến từ nhà nước. Toàn xã Bà Cò có trên 700 hecta đất nông nghiệp, trong đó có gần 100 hecta trồng mận. Giá trị từ cây mận đem lại chỉ chiếm gần 30% tổng giá trị kinh tế từ nông nghiệp. Hiện 60% diện tích cây mận ở đây có khoảng thời gian sinh trưởng gần 27 năm. Từ những năm 1996, tỷ lệ trồng mới chỉ đạt khoảng 30%. Những năm gần đây, người dân đã trồng thay thế lứa mận đã già, thế nhưng cũng mới chỉ dừng lại ở việc trồng tự phát, ít được đầu tư chăm sóc. Quy trình kỹ thuật hạn chế nên năng suất mận chưa cao. Có thể nói tiềm năng phát triển cây mận thì vẫn có, nhưng cách chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa của địa phương lại chưa hiệu quả và đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Của trên địa bàn xã Bà Cò thì chúng tôi thì cũng có rất lâu đời nay rồi. Đấy, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì cũng có trồng rất nhiều và cũng phát triển rất là tốt. Đấy, nhưng mà trong bên cạnh đó thì cũng có những cái kỹ thuật và cái cách chăm sóc và cái đầu ra để tiêu thụ cái sản phẩm đó thì cũng còn hạn chế, còn chưa có cái điểm cụ thể. Cho nên là cái giá cả ra thì vẫn còn chưa ổn định. Thực tế, tiềm năng phát triển cây mận ở hai xã Bà Cò và Hang Kia là rất lớn, bởi loại cây này có đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh, chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương. Do đó, muốn cây mận đem lại hiệu quả kinh tế cao, các cấp các ngành cần có chính sách hỗ trợ để cây mận không chỉ là một sản phẩm nông sản thông thường, mà nên áp dụng khoa học kỹ thuật cao và sản xuất, có quy hoạch hợp lý, đồng thời với kết hợp làm du lịch, thu hút du khách đến khám phá và trải nghiệm. Về thực hiện cái chương trình của bên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về cái vấn đề mà tiếp tục trồng cây mận thì trước là được lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng lãnh đạo huyện cũng lên cái khảo sát trực tiếp tại xã Bà Cò. Thì riêng xã Bà Cò thì làm điểm tầm khoảng 20 ha, còn xã Hang Kia thì được lãnh đạo giao là về khảo sát lại cụ thể các cái địa điểm và cái đất để mà trồng, thì giao cho xã Hang Kia thì đang bắt đầu tiếp tục khảo sát. Bên cạnh việc tăng cường tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng chăm sóc để tăng năng suất cây trồng, các ngành chức năng cũng cần đẩy mạnh những hoạt động liên kết để có thị trường tiêu thụ ổn định, giúp người dân hai xã Hang Kia và Bà Cò tiếp tục gắn bó, để cây mận trở thành một loại cây thế mạnh trong phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã tập trung huy động các nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, khảo cổ, qua đó góp phần gìn giữ và giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời thu hút khách du lịch đến tham quan tìm hiểu. Phần cuối bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam 1946-1947 được đặt tại đồn điền Chi Nê, nay thuộc xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy. Nơi đây tờ bạc 100 đồng Việt Nam còn được gọi là tờ bạc con trâu xanh ra đời, mang theo sứ mệnh lịch sử vô cùng quan trọng, góp phần đấu tranh tiền tệ với địch để bảo vệ nền độc lập dân tộc
và trở thành vũ khí đấu tranh trên mặt trận kinh tế, tài chính, tiền tệ, loại bỏ đồng tiền Đông Dương của thực dân Pháp ra khỏi nước ta. Để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, huyện Lạc Thủy đã huy động các nguồn lực xã hội hóa, tu bổ, tôn tạo. Hiện nay, khu di tích đã trở thành địa chỉ đỏ để du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, truyền thống ngành tài chính và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Thì tôi thì vô cùng tự hào và luôn luôn làm tròn những cái trách nhiệm của mình để làm sao mà khi mà đến đây tham quan thì khách, du khách và đặc biệt là các thế hệ trẻ có thể học tập mà noi theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những cái công lao đóng góp của ông bà Đỗ Đình Thiện, là một trong những người có đóng góp vô cùng to lớn đối với lịch sử dân tộc, đặc biệt là về ngành tài chính. Toàn tỉnh hiện có 41 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 60 di tích cấp tỉnh, các di tích thuộc 4 loại hình: di tích lịch sử, văn hóa, lịch sử cách mạng, khảo cổ, danh lam thắng cảnh. Đây không chỉ là những địa danh công trình kiến trúc mà còn là nơi lưu giữ giá trị lịch sử nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân. Trong những năm qua, nhiều di tích danh lam thắng cảnh sau khi được tu bổ đã trở thành điểm du lịch thu hút khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Thì đối với chính quyền địa phương cũng như là các ban ngành đoàn thể của xã thì cũng tập trung để tuyên truyền bà con nhân dân giữ gìn cái bản sắc dân tộc và khơi dậy những cái nét đẹp văn hóa của người Mường. Trong đó là chỗ xã Vĩnh Đồng thì như hiện nay là có cái điểm di tích khu mộ cổ cấp quốc gia, thì cái này thì đối với xã thì cũng thường xuyên là có những cái buổi các ngành đoàn thể có những buổi phối hợp cũng như là tuyên truyền cho các tầng lớp, đặc biệt là cái thế hệ trẻ. Để phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, bên cạnh sự quan tâm của nhà nước, sự chủ động trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa của các địa phương, thì rất cần sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong việc gìn giữ các di tích. Có như vậy, những di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng mới không bị mai một những giá trị vốn có trong lịch sử dân tộc. Tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19:45 tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ.